Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử và sự nghiệp của tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã đảm nhiệm các chức vụ như Tư lệnh Quân khu 1, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Sáng ngày 8 tháng 4, Quốc hội khóa 14 đã phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Giang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước đó, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với đồng chí Ngô Xuân Lịch. Đồng chí Phan Văn Giang sinh vào ngày 14 tháng 10 năm 1960, dân tộc Kinh, quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ngày vào Đảng mùng 4 tháng 12 năm 1982, chính thức mùng 4 tháng 6 năm 1984. Trình độ đào tạo, giáo dục phổ thông 10 trên 10, học hàm, học vị, tiến sĩ khoa học quân sự, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh bằng C. Về khen thưởng, huân chương quân công hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhất, hai huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, huân chương hữu nghị hạng Moha Serevot nhà nước Campuchia tặng, huân chương Isana nhà nước Lào tặng, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì 3, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Về quá trình công tác, từ tháng 8 năm 1978 đến tháng 11 năm 1979, binh nhì, binh nhất, chiến sĩ tiểu đoàn 4, trung đoàn 677, sư đoàn 346 chiến đấu tại tỉnh Cao Bằng. Từ tháng 12 năm 1979 đến tháng 4 năm 1980, binh nhất, chiến sĩ ôn văn hóa tại trường văn hóa quân khu 1. Từ tháng 5 năm 1980 đến tháng 8 năm 1983, đảng viên. Tháng 12 năm 1982, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, học viên, trường sĩ quan chỉ huy, kỹ thuật tăng. Từ tháng 9 năm 1983 đến tháng 9 năm 1984, trung úy, trung đội trưởng, đại đội 3, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 10 năm 1984 đến tháng 4 năm 1986, chi ủy viên, trung úy, thượng úy, tháng 6 năm 1985, đại phó kỹ thuật, đại đội 1, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 5 năm 1986 đến tháng 3 năm 1989, phó bí thư chi bộ, đại úy, đại đội trưởng, đại đội 1, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 1989 đến tháng 8 năm 1990, đảng ủy viên tiểu đoàn, đại úy, phó tiểu đoàn trưởng, tham mưu trưởng, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 9 năm 1993, đại úy, thiếu tá, học viên đào tạo, học viện lục quân. Từ tháng 10 năm 1993 đến tháng 3 năm 1996, thiếu tá, trợ lý phòng tham mưu, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 1996 đến tháng 8 năm 1997, thiếu tá, trung tá, phó tham mưu trưởng, trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 11 năm 1999, đảng ủy viên trung đoàn, trung tá, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn 209, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Học viên đào tạo Đại học Đại Cương, Học viện Hậu cần. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 7 năm 2001, phó bí thư đảng ủy trung đoàn, trung tá, trung đoàn trưởng trung đoàn 209, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 5 năm 2003, trung tá, thượng tá, phó tham mưu trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1. Học viên đào tạo sư đoàn trưởng, học viện lục quân. Từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 10 năm 2003, đảng ủy viên sư đoàn, thượng tá, phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 7 năm 2008, phó bí thư đảng ủy sư đoàn, thượng tá, đại tá, sư đoàn trưởng, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Học viên lớp đào tạo chiến dịch chiến lược, học viện quốc phòng. Từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009, đảng ủy viên quân đoàn, đại tá, phó tư lệnh quân sự, quân đoàn 1. Từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010, đảng ủy viên quân đoàn, đại tá, phó tư lệnh tham mưu trưởng, quân đoàn 1.
Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011, Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn, Đại tá, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1. Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 12 năm 2011, Nghiên cứu sinh Học viện Quốc phòng. Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 2 năm 2014, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 3 năm 2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1. Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2014, Học viên dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 5 năm 2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ tháng 5 năm 2016 đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.